Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với Shop Công Thành. Thì Shop Công Thành chuyên bán những cái loại ống ngắm chính hãng như là Colus từ Ý hoặc là Bresser từ Đức. Và những cái ống ngắm của Trung Quốc nữa thì bên mình cũng bán đầy đủ nha. Thì những cái ống ngắm chính hãng này thì nó giá của nó cũng là giá phải chăng thôi. Và nó có cái sự ổn định rất là cao, cao hơn rất là nhiều so với những cái dòng Trung Quốc cùng tầm giá. Và bên mình có bán cả BSA rồi là Discovery, bên mình bán hết nhé. Thì bên mình tập trung chủ yếu là những cái dòng ống ngắm Colus Ý cao cấp đắt tiền. Một số loại thì nó vẫn là rẻ tiền nhưng mà nó chất lượng của nó rất là cao, tiêu chuẩn của nó được làm từ châu Âu và ống kính của nó rất trong và rất sáng. Thì ngày hôm nay thì bên mình có về rất là nhiều các ống ngắm Colus của Ý. Thì hôm nay bên mình về la liệt như lợn con nằm này, rất là nhiều, như là các em gái làm ở trên bãi biển, anh em nào thích em nào thì lựa chọn và gọi điện ngay đến 4 số điện thoại nhá. Thì bên mình có ship tay đến các anh em. Đầu tiên sẽ là cái ống ngắm rẻ nhất. Bây giờ mình cũng đang xếp theo các cái thứ tự từ giá, giá từ thấp đến cao, từ trái sang phải nhá. Thì giá rẻ nhất là của con ống ngắm này là con Colus Fire. Con này có giá chỉ hơn 1 triệu đồng thôi anh em nhá. Đó. Đấy, thì dĩ nhiên là nó sẽ chắc chắn nó ổn định hơn những cái dòng trên 1 triệu của Trung Quốc. Đấy. Nếu mà anh em có nhu cầu bắn phải ổn định thì là nên dùng những cái dòng Colus này. Còn anh em nếu mà muốn độ phóng đại cao mà lại còn rẻ tiền và nhiều chức năng đèn tâm thì chỉ sử dụng cái dòng của Trung Quốc thôi. Thì cái tâm của nó sẽ như thế này. Tâm của nó sẽ là tâm dấu cộng bình thường như thế này nhá. Đó, không có chia vạch gì cả. Thứ hai đó là cái ống ngắm Colus Pro này. Ống ngắm Colus Pro này thì chỉ đắt hơn cái con kia một vài trăm thôi. Đó. Anh em nhìn con này nó cũng thấy nó xịn hơn, chất liệu hoàn toàn là kim loại. Còn con kia thì một số chỗ vẫn được làm bằng nhựa nha. Thì tiếp theo là cái ống ngắm Colus Pro 1.5-5x32. Đó. Con này mình sẽ, tất cả những con này mình đã giới thiệu ở những cái clip riêng lẻ rồi. Nên là anh em cứ lên trang YouTube đánh số công thành nó ra thôi. Hoặc là bên mình có cả Facebook nha. Facebook của mình là ống ngắm chính hãng. Tiếp theo con nữa là con Colus Pro 2.75 3-9x40. Con này thì không có tâm đèn nhé. Có khác so với con 550 ở chỗ là con 550 thì nó có tâm đèn, còn con này không có tâm đèn. Thì ví dụ anh em nào chuyên bắn ngày thôi thì sử dụng con này cũng được. Hai con này nó như nhau nhưng mà nó con này có thêm tâm đèn thôi. Này. Còn con này là con Colus Pro 550 3-9x40. Hai con này có tâm giống nhau nhé. Tâm của nó là tâm thang chia bên dưới. À không, nó khác nhau một chút. Này. Colus Pro 275 thì tâm của nó sẽ như thế này. Tâm của nó dày hơn một chút so với cái tâm của Colus là Pro 550. Đó, nhưng mà nó không có tâm đèn. Còn Colus Pro 550 thì đây, tâm của nó sẽ như thế này. Hộp nó lại làm khác đi một chút. Đó. Thì đây là những cái dòng chính hãng của Ý nhá. Anh em nếu mà phát hiện ra đây là hàng giả, hàng nhái thì shop sẽ đền tiền gấp 10 lần. Anh em cứ yên tâm thôi. Đây, cái tâm của nó sẽ như thế này. Tâm của nó, cái thang chia của nó thưa hơn so với con 275 vừa vào rồi. Và bây giờ sẽ đến với một con hình như là mình chưa giới thiệu ở trên này, trên kênh bao giờ. Đó là con Colus Pro 3-12x44. Đó. Con này thì ngày xưa được sử dụng rất là nhiều, bán rất là nhiều. Thì dạo này gần đây nó ra cái loại là T30 3-12x50. Thì nó ống kính của nó rộng hơn một chút. Còn những anh em nào thích cái ống kính nó nhỏ hơn mà vẫn bảo hành nhảy tâm rồi là cái tâm của nó sẽ khác một chút nhá. Con 3-12x50 thì nó tâm của nó sẽ là tâm chấm 4 phía. Còn tâm của con này thì nó lại giống con tâm của 550 này. Đó, rất là hay. Nếu mà anh em muốn lấy cái dòng cao cấp hẳn, nhỏ gọn và bảo hành nhảy tâm thì và cái tâm nó kiểu này thì là 3-12x44 là sự lựa chọn tốt nhất. Còn 3-12x50 thì nó sẽ là tâm chấm 4 phía. Đó. Đây, con này siêu nhỏ gọn luôn. Đó. Rất là ổn định, độ ổn định cực cao. Đó. Anh em có thể nhìn thấy
cái kính của nó làm nó cũng nhìn nó rất là chất rồi. Thương hiệu Colus ý luôn nhá. Tất cả những cái ống ngắm này mình đều giới thiệu ở những cái clip riêng biệt rồi, nên là mọi người có thể nên YouTube gõ Shop Công Thành là ra cái những cái clip của bên mình. Và đây là cái ống ngắm mình cũng đã từng giới thiệu, ống ngắm đêm Colus. Con kính ngắm đêm Colus NV3-8x50 này thì ống kính của nó rộng 50mm nhé, và có khả năng bắn ngày bắn đêm, độ phóng đại từ 3 đến 8 lần. Thì cái clip mở hộp của cái con sản phẩm này thì mình cũng giới thiệu hẳn hai clip, một clip test và một clip tức là một clip ngắm ở bên ngoài trời đấy, và clip mở hộp rồi mình đã có giới thiệu rồi đấy, thì anh em có thể xem lại. Nhưng mà cái phiên bản lần trước là đựng trong cái hộp nhựa, và phiên bản lần này thì đựng trong cái hộp cắt tông và có cái có túi bọc này. Hộp nhựa thì có thể là anh em nào đó thích nhưng mà nó lại hơi cồng kềnh một chút, còn cái loại này thì chúng ta có thể nhét vào một chỗ số chỗ nào đó thì nó sẽ dễ dàng hơn đó. Thì anh em thích phiên bản nào thì thực ra thì bây giờ nó chỉ làm cái phiên bản có cái túi đựng kiểu như này thôi. Thì để biết giá của tất cả các loại của ống ngắm, kính ngắm Colus hoặc là những cái dòng sản phẩm giá rẻ bình dân của Trung Quốc thì mọi người có thể gọi đến 4 số điện thoại đang hiển thị trên màn hình nhé. Thì bên mình sẽ gửi hàng về trực tiếp cho mọi người, thanh toán tại nhà luôn. Tuy nhiên là do bây giờ cái điều kiện nó kiểm tra rất là gắt gao nên bên mình sẽ không cho, nên bên mình sẽ không đồng kiểm mọi người nhé. Thì cái này nó để cho an toàn cho cả hai bên. Và nhiều khi mọi người cho mở, ngày xưa thì bên mình có cho mọi người kiểm hàng đấy, nhưng mà bên bưu điện lại biết nên là bên mình sẽ không gửi được. Là thứ nhất, thứ hai là có thể dẫn cả công an về nhà anh em đấy, làm hại cả đôi bên. Nên tốt nhất là mọi người cứ check uy tín của bên shop mình đi, bên mình gửi rất là nhiều từ trong Nam ngoài Bắc rồi đấy. Thì mọi người cứ check uy tín thoải mái, check trên các hội nhóm ở trên Facebook. Còn bên mình sẽ không vì một vài đồng lẻ, một vài triệu hay như nào làm mất uy tín đâu. Bên mình còn làm ăn lâu dài chứ không phải là ngày một, ngày hai. Bán cho anh em một cái nhưng mà còn sẽ phải bán cho những lần sau nữa. Đó. Tạo uy tín lâu dài. Thì cái clip khá là dài, bên mình xin kết thúc vào đây. Còn nếu mà anh em muốn xem từng cái một ở trong đây thì anh em có thể xem lại và đăng ký kênh Shop Công Thành để ủng hộ shop ra những clip mới hay hơn cho anh em theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những clip lần sau.